Các bạn ơi, dường như mọi laptop gaming đều dồn về Mỹ Tho Laptop chỉ với một nhiệm vụ duy nhất là vệ sinh laptop. Ngày hôm nay mình tiếp tục nhận một chiếc Acer Predator Helios 300 nha các bạn. Máy này là máy chuyên dụng cho gaming, được trang bị kẹp hình 3050 Ti và CPU Core i7 đời thứ 11. Dòng máy này á, sau khi mình mở máy ra thì đích máy như thế này các bạn. Và cảm nhận rằng cái quạt tản nhiệt ở cụm này nó quá trời bẩn luôn các bạn. Đây, các bạn có thể thấy nè, cực kỳ bẩn luôn. Còn cái máy này chắc trâu bò lắm, chạy chắc chơi game là 24/24 luôn hay sao á, nhưng mà quạt nó còn rất là mượt nha, chưa bị tình trạng hư hỏng. Sẵn tiện mình giới thiệu các bạn là sau khi quá trình mà kiểm tra máy cơ bản á, Mỹ Tho Laptop sẽ hỗ trợ các bạn kiểm tra phần cứng toàn bộ, coi có cần thiết nâng cấp hay là bổ sung gì hay không. Ở con Predator Helios 300 này các bạn đã được nâng cấp một khe RAM rồi nè, chúng ta có thể nâng thêm một khe nữa nha. SSD đang gắn là SPG và SSD nguyên bản, trang bị hẳn cái HDD ở đây luôn nè. Máy này dường như là chỉ còn nâng RAM thôi các bạn. Dòng này là dòng laptop gaming chuyên dụng, chi phí vệ sinh những dòng máy này là 300 ngàn nha các bạn. Thời gian vệ sinh mà để cho mình hoàn thành nó hoàn thiện là những máy này khoảng 2 giờ. Mình sẽ tháo toàn bộ máy ra, vệ sinh bên dưới bàn phím, mainboard, tản nhiệt, tra lại hệ thống keo ở đây và hỗ trợ các bạn tra một số cái miếng bét tản nhiệt dành cho một số con chip, cũng như là các bạn muốn tản nhiệt tốt hơn mình cho những cái thiết bị hỗ trợ như thế này nha. Cần vệ sinh laptop, đặc biệt là laptop gaming chuyên dụng, mang ngay đến Mỹ Tho Laptop. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mỹ Tho Laptop suốt thời gian qua.